Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình xin hướng dẫn cái bộ chống trộm và tìm xe, bốn chức năng trong một thiết bị ha. Thì thiết bị mình đang làm ở đây thì nó sẽ có chức năng thứ nhất là chống bẻ khóa nè. Khi mà ăn trộm bẻ khóa thì lúc này xe nó sẽ hú còi lên. Chức năng thứ hai là chức năng tìm xe từ xa. Chức năng thứ ba là chức năng bật nguồn từ xa. Và chức năng thứ tư là chức năng chống dắt. Mỗi một sản phẩm nó sẽ có hai remote như thế này. Thì về cái sơ đồ dây thì đây mình cũng chia sẻ trong video luôn để các bạn dễ lắp đặt. Thì đầu tiên nó sẽ có hai dây nguồn màu đỏ đen ha. Mình sẽ lắp vào dương ắc quy và âm ắc quy. Này mình sẽ câu nguồn trực tiếp từ ắc quy nha. Hai dây màu xanh dương là mình sẽ câu hai dây nguồn dương của xi nhan bên trái và xi nhan bên phải. Đấy, mình đã lắp sẵn ha. Đó, hai dây xanh dương là đưa ra dương của xi nhan để điều khiển xi nhan. Dây màu cam là dây cấp nguồn cho ổ khóa. Đấy, cấp nguồn cho ổ khóa ha. Thì dây màu cam là dây cấp dương sao khóa nha. Mình tích cái dây dương sao khóa ra và mình câu vô đó ha. Còn cái dây màu đen là dây rời á, là cái anten của nó nha. Cái anten ha, mà dây này mình không có đụng chạm gì vào. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các tính năng nè. Đầu tiên là mình sẽ bấm tìm xe ha, bấm tìm xe. Đấy, bấm tìm xe đó. Thì khi chúng ta bấm tìm xe lúc này nó sẽ nháy xi nhan và còi nó sẽ kêu. Đấy, bấm một cái thôi nó sẽ nháy liên tục và còi sẽ kêu ha. Rất là tiện lợi để chúng ta tìm xe. Chức năng thứ hai là chức năng chống trộm này. Khi chúng ta bấm vào cái hình nút khóa này thì nó sẽ kích hoạt cái chức năng chống trộm, tức là khi mà có người đụng vào xe chúng ta, đụng thử ha, đó là lúc này nó sẽ hú lên nha, nó sẽ hú và nó kêu liên tục. Đấy, chúng ta đụng lần nữa nè, đụng lần nữa nó kêu nhiều hơn nè, đó nó kêu nhiều hơn hồi nãy ha, đó, nó kêu lâu hơn hồi nãy nữa. Đấy, lần đầu thì nó kêu ít nhưng lần sau là nó kêu nhiều ha. Đấy, thì chúng ta muốn tắt thì chúng ta bấm cái nút bên tay bên phải ha, nút hình mở khóa nè, rồi nó sẽ tắt ha. Lúc này ta đụng nó sẽ không kêu nữa. Đấy, rồi bây giờ ví dụ như chúng ta bấm cái nút khóa xe, chúng ta không đụng mà chúng ta bật chìa khóa đi, là bật chìa khóa nguồn xe lên, bật khóa nguồn xe lên. Đó, khi bật khóa nguồn xe lên là nó cũng hú ha. Đấy, nó cũng hú và nó kêu liên tục, nó kêu liên tục. Đó. Nếu mà chúng ta muốn khóa cái hệ thống luôn thì chúng ta nên cắt cái dây dương sao khóa này ra làm hai. Chúng ta gắn ở cái phần dây cam vô phần phía dưới ha, để nó cấp nguồn. Đấy, cấp nguồn. Đấy, lúc này nó sẽ hú liên tục nha, hú liên tục. Đấy, rồi chức năng tiếp theo là chức năng mở khóa từ xa. Mình tắt chìa khóa đi. Đấy, mình sẽ bấm hai cái vào remote ra, nút cái hình tia sét này, 1, 2. Đó, thì lúc này xe chúng ta sẽ được mở khóa luôn và chúng ta có thể về máy chạy luôn, không cần cái chìa khóa nữa ha. Rút chìa khóa ra luôn, rút chìa khóa ra luôn nha. Mặt rút ra, rút ra. Đó, vẫn có nguồn ha, vẫn có nguồn. Làm lại nha, mình tắt nè, mở từ xa nè, bấm hai cái ha. Đó là nó có nguồn nha, là xe chúng ta hoạt động bình thường ha. Tắt nè, yeah. Đó, tắt từ xa luôn, mở từ xa được và tắt từ xa luôn. Làm lại nè, bấm hai cái nha, hai cái, 1, 2, lên nguồn, yeah. Nổ máy. Đấy, yeah. Đó là những tính năng của cái bộ này ha, rất tiện lợi.